Xin chào các em học sinh. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các em giải bài 30 trang 19 sách giáo khoa toán 7 tập 1. Đề bài đó là tìm x biết y yeah. a x chia cho âm 1 phần 2 tất cả mũ 3 bằng âm 1 phần 2. Thì ở đây ta thấy x chính là số bị chia. S số bị chia này là chưa biết. Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia. Từ đây thì ta sẽ trình bày lời giải chi tiết của bài toán này như sau. Y yeah. a x chia cho âm 1 phần 2 tất cả mũ 3 bằng âm 1 phần 2. Như vậy x sẽ bằng thương nhân với số chia ở đây là âm 1 phần 2 tất cả mũ 3. Đây, chúng ta thấy đây chính là phép nhân hai lũy thừa cùng cơ số. Như vậy ta chỉ việc giữ nguyên cơ số và cộng các số mũ lại với nhau Ở đây ta ngầm hiểu đây là mũ 1 Như vậy ta có 1 cộng 3 bằng 4 Chúng ta sẽ phải tính cái kết quả này ra là số nhé Như vậy ta có là Âm 1 mũ 4 là bằng 1 2 mũ 4 là bằng 16 Như vậy kết quả của chúng ta chính là X bằng 1 phần 16 Tương tự như vậy chúng ta chuyển sang ý B Ý B là 3 phần 4 mũ 5 nhân x bằng 3 phần 4 mũ 7. Ở đây ta thấy x chính là thừa số. Mà muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. Như vậy chúng ta sẽ có là x bằng 3 phần 4 mũ 7 chia cho thừa số đã biết là 3 phần 4 mũ 5. Ở đây chính là chia hai lũy thừa cùng cơ số. Chia hai lũy thừa cùng cơ số thì ta giữ nguyên cơ số và lấy số mũ của số bị chia trừ đi số mũ của số chia. Như vậy ta có là x bằng 3 phần 4 mũ 7 trừ 5 và chính là x bằng 3 phần 4 mũ 2. Ta có 3 phần 4 mũ 2 thì chính là bằng 9 trên cho 16. Như vậy, đến đây chúng ta đã hoàn thành xong bài số 30 trang 19 sách giáo khoa toán 7 tập 1. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.